Chào các bác, hôm nay em đập hộp cái con máy chiếu laser Epson độ sáng 5000, model là EB500W. Đây là độ sáng chiếu thực tế ở MA120 đây. Sản phẩm này được bảo hành 3 năm bởi vì nguồn sáng của nó là nguồn laser. Đây, vẫn là công nghệ LCD.